Palo dukkhang nigacchati. Matho manyati pabang na bacchi. Yaja bacchati pab. Đau khăn khi chịu khổ đau. Câu số 70. Pade kusake na balo punjaya pojanan na so sakkhata dhammanam kalang akati solasing. Se ku sakena paloya pan na tamaka ti so la se ngọn cỏ người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi tháng tháng với ngọn cỏ người ngu có uống không bằng phần 16 người hiểu pháp vi. Câu số 71. Ahi ba bang ka tang kam mang sa chu khi rang wa mu cha ti da han tang ba la man ve ti pha sa ma chan no wa ba wa ko. Nahi pakarang kamang sacu kang amucati dahantang pala manbeti asamacan noa bawaku. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, ngầm theo kẻ ngu lửa cho che đầy. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, trái theo kẻ ngu như lửa cho che đầy. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính thưa quý vị, đó là phần tóm tắt ôn tập tập thể với ba câu kệ ngôn pháp cú số 69, 70 và 71. Và giờ này thì tịnh đại xin kính mời toàn thể quý vị chúng ta sau khi ôn phần ôn tập cá nhân xin kính mời quý vị chúng ta cầm mic để mà chọn cái câu 60 hoặc là 7 và phần sẽ và cá bui trong buổi ôn tập cuối tuần này. Nam mô Bụt Tha Giá và xin kính mời quý vị, kính mời cô ra nè. Dạ, sa thú chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt đã điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Dạ, con xin trọng bích trước, lý do là bạch sư, sư có thể coi lại cái đường nét của sư. Và sư mới đầu thì nghe rất là ổn, nhưng phút sau thì coi như chúng con nghe đứt đoạn, không được liên tục. Dạ, con chỉ xin sư coi lại đường nét, sư có thể chúng con nghe được tốt hơn. Dạ, lúc đầu thì nghe rất là tốt bạch sư. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị trong đạo tràng và sa thú với bàn tay của Sích Tân Hương. Dạ, mời Vinh Quách Thanh Ná, mời Sích Trạng Đông, mời Thanh Thủy, mời Cẩm Vân. Còn ngay, dạ, mời cô tu nữ Tị Duyên.
Dạ, kính lễ cô tu nữ Virijatana. Dạ, cô có thể cầm mic được thì kính mời bàn tay của cô. Lâu lắm rồi không được âm thanh của cô. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình mới thấy có bàn tay của Sích Tâm Phương. Dạ, mời Tâm Phương ạ. Tâm Hương có thể chát lên muốn ông câu nào thì Vinh Bát Thanh Á sẽ đưa bài học lên. Dạ, mời Tâm Phương. Dạ alo. Dạ alo, dạ dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ dạ nam mô Sang Khai, dạ con kính đảnh lễ chư đại đức tăng với vô tu nữ. Mình chào tất cả Phật tử, con kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt. Dạ con cũng chưa thấy cái bài học, không biết sao kem kính chị Nhật Huỳnh hoan hỷ cho Tâm Phương xin bài học đi. Dạ alo. Dạ, dạ câu 69, câu 69 đó chị. Dạ, xa thú chị, dạ. Ma thu qua man nhà ti pa lo ya wa pa pan nat pat cha ti ya 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 da ya da cha pat cha ti pa pan at ha du kham ni ga cha ti. Người ngu nghĩ là ngộ khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu chịu khổ đau. Dạ, cái đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc bài kệ. Ma thu qua man cha ti pa lo ya qua pa pan na pan cha ti ya da cha pan cha ti pa pan a tha đuốt khâm ni gắt cha ti ma thu qua manh chàn ti ba lô ya qua pa panh na pat cha ti ya da cha pan cha ti pa panh a tha đuốt khâm ni gắt cha ti. Người ngu nghĩ là ngộ khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu chịu khổ đau. Dạ, con đã kể xong và dạ, con kính mời cô Thệ Duyên kế tiếp ạ. Dạ, con kính nhân biết lại cho cô. Dạ. Alo, Tâm Phương còn trước máy không? Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu Tâm Phương. Dạ, mời Tâm Phương. Quên rồi, mấy từng nghĩ rồi quên mất tiêu rồi. Mình đọc xong ông bài xong mình phải đọc duyên sự nữa. Và phải nói lý do nào thích câu này. Dạ, mời Tâm Phương nghe. Xa thú nghe chị cả. Dạ, thật sự là coi như là cũng quen thật đó. Bây giờ trừ cũng nhờ chị cả giúp đỡ thôi. Về Tâm Phương đọc tiếp câu duyên sự 69 ạ. Thánh ni Upala Quanna sau khi xuất gia đã chứng đắc quả A-la-hán. Một lần nọ khi đang hành đạo giữa rừng, thánh ni Upala Quanna đã bị một thanh niên hãm hại để thỏa lòng dục vọng rồi hắn bỏ chạy. Khi ấy mặt đất dường như không chịu nổi tội ác nặng nề mà thanh niên đã gây nên nứt ra và nhấn chìm hắn đọa vào cái địa ngục A Tỳ Maha Quý Chí. Khi nghe câu chuyện Đức Phật giảng dạy về cái việc làm xấu
ác của người ngu, tưởng rằng là ngộ, nhưng khi quả trổ sanh chịu khổ đau già hết. Bây giờ thật sự là Nhật Huỳnh nói mình là phải nói ra cái lý do vì sao mà mình thích câu 69 này. Thì bây giờ mình cũng xin kể luôn, kể cái tâm sự của mình luôn. Là cái câu này là cái lúc năm 1990-91 vậy á, mình cũng quen rồi. Thì mình đi ở tù. Thật sự ra là mình rất là đông sạch, mình không có vướng vào một vấn đề gì hết. Nhưng mà nó ghép tội để mình nó lấy của mình, sao nó cho hai vợ chồng đi tù. Khi nó đưa mình vào trong một cái trại giam á, thì mình cũng vẫn ở trong trại giam. Rồi nó mới đưa cho mình đi qua bên cái chỗ mà giam riêng á, biệt giam. Thì mình không biết vì sao mình là biệt giam. Mình đã khai hết rồi, mình không còn cái gì để khai nữa. Thật ra thầy thì nó bắt mình phải đi cung người khác, giả làm thân để mà đi cung. Thì mình biết cái chuyện nó xảy ra, mình không có làm. Cuối cùng là cách mấy đêm lại, thì hồi xưa thì mình ở tù có 39 tuổi thôi, rồi mình cũng hơi, thì nói chung hơi mất mãi tí. Rồi thì cái thằng quản giáo đó tối lại nó uống rượu say xỉn, thì nó vô nó mở cái phòng của mình ra, vì nó là trưởng đó, nó mở ra. Thì cái lúc nó vô nói chung là nó cũng hiếp mình, giống như cái trường hợp này đây. Thì mình la lên thì cái ông phó giám thị mới chạy xuống, ổng là người cứu mình trong cái đêm đó. Thì mình thật sự bây giờ trừ mình cũng còn, giống như mình cũng lâu lâu mình cũng ám ảnh về cái chuyện này, thật sự ám ảnh về cái chuyện này. Thì đó là mình thấy nó rõ ràng là nó một thằng ngu. Rồi bây giờ trừ nó cũng nói chung nó cũng bị trả quả, thì nó cũng đau đớn, nó nằm một chỗ. Mình thì mình thấy có những người nói là mình nó nằm một chỗ, nó không có đi được, có tiểu tiện một chỗ luôn. Thì mình nghĩ đó cũng là cái vấn đề, cũng cái quả báo tới với nó. Vì vậy cho nên mình thấy cái này nó rất là hợp với ý của mình. Rồi mình cũng qua chia sẻ luôn, đúng là mình không biết, nhưng mà Nhật Huỳnh đã nhắc mình thì mình cũng chia sẻ luôn. Thì mình cũng xin chia sẻ tới đó và cũng xin nhường mic lại cho việc kế tiếp. Dạ, xa thú kính cảm ơn chị Lạc Lê. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọ Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 69. Má thú hoa manh nhá tí ba lô, gia quá ba bằng ná pháp chá tí, giá đa chá pháp chá tí pa pan á khá đúc khăn ní gáp chá tí má thú hòa mình nhá tí ba lô già quá pa pan ná pháp chá tí gia đà chá pháp chá tí pa pan á khá đúc khăn ní gáp chá tí. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Thánh Ni Ú Tá La Quan Na sau khi xuất gia đã chứng đắc đạo quả A La Hán. Một lần nọ khi đang hành đạo giữa rừng, Thánh Ni Ú Tá La Quan Na đã bị một thanh niên hãm hại để thỏa mãn lòng dục vọng, rồi hắn bỏ chạy. Khi ấy mặt đất dường như không chịu nổi,
tội ác nặng nề mà thanh niên đó đã gây, nên lúc ra và nhấn chìm, hắn đọa vào địa ngục A Tỳ. Ha-vi-chi. Khi nghe câu chuyện Đức Phật dạy về việc làm ác xấu của người ngu, tưởng rằng là ngọt, nhưng khi quả trổ xanh phải chịu khổ đau. Và kính mời bằng tay của Sức Trạng Đông. Sa thú lành thai, cô cảm nhận. Con kính ảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ tượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tình Đạt, cô tu nữ giác đáng, cô tu nữ tuệ duyên, cô tu nữ quý lý giá Ratana. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 70. Ma xê cú sắc ghề ná, ba lô phùn chạy giá phù cha nặng, ná sô sàng khà tá thầm ma nặng, cá lặng ác khá tí sô lá sinh. Ma xê cú sắc ghề ná, ba lô phùn chạy giá phù cha nặng, ná sô sàng khà tá thầm ma nặng, cá lằn ác khá tí xù lá sinh. Tháng tháng dưới ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu di. Bản dịch của Hòa Thượng Tích Minh Châu. Con xin đọc duyên sự. Do quả dữ của hành động bất thiện trong quá khứ, một đạo sĩ tên là Chambuka phải chịu những bất hạnh trong nhiều kiếp, kể như là ăn thì ăn phẩm dơ để sống, mặc thì phải trần truồng, ngủ thì nằm dưới đất. Nhưng riêng đạo sĩ Chambuka thường ngày cả giờ thực hành nghiêm trang hạnh khổ hạnh tri túc, như là chỉ dích chút bơ và mật ong trên đầu ngọn cỏ rồi để ở chót lưỡi mình. Đức Phật thấy được duyên lành của ông trong tiền kiếp nên đã viếng thăm ông và độ ông đắc quả A-la-hán. Sau đó, Ngài còn dạy rằng những phương pháp khổ hạnh như thế cả trăm năm cũng không mang lại giá trị cốt lõi và không thể sánh bằng người hiểu thông chân lý. Và thưa hết, kính mời huynh Vát Tha Ná. Sa thu lành thầy Sư Thượng Đông. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ cái đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rùm và còn xin được kể kinh pháp cú số 71 và duyên đọc duyên sự. Na hi pa pang ka tang kam mang sat chu thi rang va muk cha ti đà hắn tăng ba la văn mê tí phát sơ mạc chà nô vã bà vã cù nà hi bạ băng cả tăng ca măng sa chú khi răng vã mù chà tí đà hắn tăng ba la văn vê tí phát sơ mạc chà nô vã bà vã cù nà hi bạ băng cả tăng ca măng Satu hirang wa chumuk jati dan tang balaman veti pasamak chanova pawako. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Bản duyên sự. Tại Veruvana, Đức Phật đã xác nhận lời kể của Đại Đức Moggallana về việc đã nhìn thấy một ngã quỷ mình rắn. Ngã quỷ này tiền kiếp là anh nông dân vì bất bình với những người mộ đạo. T
thường lui tới chú xứ của một vị Phật độc giác đã gây hư hại đến ruộng vườn nhà anh nên anh ta đổi lửa thiêu đốt tỉnh thất. Do ác nghiệp đó, anh tái sanh làm ngã quỷ có hình tướng giống như con rắn. Đức Phật giải thích vì sao ngã quỷ phải chịu mang trạng thái đáng thương như vậy và giảng dạy những quả xấu của hành động bất thiện, chưa cho quả liền và cháy ngầm như lửa dưới tàn tro. Yavatana. Đọc kệ này phải là Yavatana làm ác nha. Yavatana nói người Việt Nam nhưng mà đẻ bên Lào, đẻ ở cố đô Luông Phra Bang đó, chính đưa cái tỉnh Luông Phra Bang là người Lào, là lúc tỉnh này là trong xứ Lào là kinh đô nhà vua mà, cho nên người Lào ở đây là tốt lắm, người nào cũng có đạo đức hết, nên Yavatana đã đẻ đến đây 12 tuổi là biết đi chùa rồi, là biết đi chùa lại bắt theo bác con trai, hồi xưa là đi theo bác Tông nha, và bác con trai là người 823 giống con trai, tư rằng là thì cũng đi thu bác con trai như vậy đó, ít làm đạo, ít làm mà ác nghiệp lắm, cho nên đọc tới đây để cho mình nghe cho biết thôi, chứ mà thật là ít làm đạo đức, đức ít làm điều ác lắm, tại vì được là theo cái sống ở đời tái sợ cái gì tiếng Việt Nam xin lỗi, tại vì tiếng Việt Nam không biết nhiều mấy đấy sinh đẻ ở bên Lào và chỗ Luông Phra Bang nữa, nên người Lào để họ hiền lành và có giấy đức, nên là Yavatana làm được theo cái gì hả, cái phong tục người ta, nên ít làm ác lắm. Sau này trở lên Pháp thì cũng không làm gì mà ác, cho nên là trên Yavatana đọc cái này để cho mình hiểu thôi, chứ không có tạo ác như trong cái này đâu. Nam mô Phật Thà giá Amen, mời Sukha anh Đức Khắc. Alo. Dạ, con cảm ơn chú Bát Thân Á, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Tu Thể Duyên cho con biết tín hiệu. Dạ, cảm ơn cô Cẩm Vân. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 69 và câu kinh Pháp Cú số 70. Nam mô Bát Thân Á, Nam mô Tham Ma Á, Nam mô Sang Kha Á. Con kính đại lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào với cô Tu Lữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 69 ạ. Má thu hoa mình nhát tí bà lô, già hoa bà bằng lá bác chát tí, giá đà chát bác chát tí bà bằng. Tha đúc khẳng ní gác chát tí. Mát thu quà mình nhát tí bà lồ. Gia quá bà bằng lá bác chát tí. Gia đà chát bác chát tí bà bằng. Áp tha đúc khẳng ní gác chát tí. Người ngu nghĩ mình ngọt. Khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đọa. Đó là bạn dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, cho con xin câu duyên sự con đọc lộn. Thánh Ni Úc Bá La Quang Nát sau khi xuất gia đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Một lần nọ khi đang hành đạo giữa rừng, Thánh Ni Upala Quang là đã bị một thanh niên hãm hại để thỏa lòng dục vọng rồi hắn bỏ chạy. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 70 ạ.
ma se ma se cú sắc ghê ná ba lô phun chây gia phô cha lăng la sô san kha ta tham ma lăng ca lăng ác ca tí sô la sinh. Ma se ma se cú sắc ghê ná ba lô phun chây gia phô chăng la sô san kha ta tham ma lăng ca lăng ác gát tí sô la sinh. Tháng tháng với ngọn cỏ người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Đó là bạn dịch của Hòa Thượng Thích Ký Châu. Thánh Ni Út Út Cá Lá Quan Má sau khi xuất gia đã chứng đắc đạo quả A-la-hán một lần nọ. Khi đang hành đạo giữa rừng, Thánh Ni Út Cá Lá Quan Na đã bị một thanh niên hãm hại. Để thỏa lòng dục vọng rồi, hắn bỏ chạy. Khi ấy mặt đất dường như không chịu nổi tội ác nặng nề mà thanh niên đó đã gây nên, nứt ra và nhấn chìm hăm dọa. Hắn dọa vào địa ngục A Tỳ, hắn dọa vào địa ngục A Tỳ. Khi nghe câu chuyện Đức Phật giảng dạy về việc làm xấu ác của người ngu tưởng rằng là ngọt, nhưng khi quả trổ xanh phải chịu khổ đau. Cô sẽ cho con đọc nhầm à? Con xin ra mối đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ. Con không thấy cái câu cơ sự của câu 70, chỉ có thấy câu 69. Dạ, đây câu 70. Con đọc đi đọc lại. Dạ, thôi con xin phép con xuống mic ạ. Có rồi. Còn lúc nãy con này vừa đọc câu 69. Bây giờ con nhìn thấy rồi ạ. Do quá dữ của hành động bất thiện trong quá khứ, một đạo sĩ tên là Rambuka phải chịu những bất hạnh trong nhiều kiếp, kể như là ăn thì ăn phần dơ để sống, mặc thì phải trần chuồng, ngủ thì nằm dưới đất. Nhưng riêng đạo sĩ chữ nhỏ quá Dăm Bung Cá thường ngày giả vờ thực hành nghiêm trang hạnh khổ hạnh chi túc, như là chỉ vứt chút mặt ông lên đầu ngọn cỏ rồi để ở chốt lưỡi mình ạ. Dạ, con cái chữ nó nhỏ quá trên điện thoại nhưng mắt con kém, con nhìn nên là con đọc có câu lọ lẫn mấy câu kia. Con xin sám hối đạo tràng ạ, có câu nào sai ạ, xin đạo tràng bỏ qua cho con ạ. Con xin sám hối ạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Mắt con nó kém quá và cái chữ nó nhỏ, buổi tối con nhìn nó khó. Dạ, xà thủ, kinh cảm ơn sư khá, anh Đức Khá rất là nhiều.
mặc dù hoàn cảnh rất là khó khăn để vào đạo tràng, và lại có cái điện thoại chữ rất là nhỏ, nhưng mà cũng cố gắng vào đạo tràng để ôn bài rất là hoan hỷ. Dạ, dạ Xu Khá đừng lo, mỗi người có một cái trở ngại riêng, nhưng sự cố gắng của Xu Khá thì Nhật Quỳnh biết rất là rõ, nên rất là cảm ơn Xu Khá. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn trọng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh lúc nãy đại đức Tịnh Đạt nói là do mới trở lại nên có Phật tử, nhưng mà bây giờ thì nhiều Phật tử luôn là bạch sư. Dạ, con thấy trong này còn nhiều cái đích chưa có đưa tay, ví dụ như Xích Thịnh Kiểm. Nên là rất là hoan hỷ bạch sư, ngày hôm qua con cũng đã thông báo rồi. Dạ, nên là con nghĩ là không có ế. Vậy thì bây giờ con xin được ông bài. Dạ, con thấy Hành Kiểm không đưa tay nên Nhật Quỳnh ông bài, mà nếu Hành Kiểm đưa tay thì Nhật Quỳnh nhường ngang Hành Kiểm ơi. Hành Kiểm có chức máy không? Có thể đưa tay ông bài không thì Nhật Quỳnh nhường mic. Alo, alo, Hành Kiểm. Có lẽ đường nét Hành Kiểm cũng bị trục trặc. À, cảm ơn Tâm Phương. Dạ, bây giờ thì con xin được chờ đọc sai à? Không sao đâu, Nhật Quỳnh biết rồi. Quý vị là rất là giỏi hơn Nhật Quỳnh nhiều. Quý vị dùng điện thoại mà quý vị đã đọc được bài thì quá giỏi luôn. Nhật Quỳnh mà vào điện thoại là Nhật Quỳnh trốn luôn. Nhật Quỳnh không có dán vào thêm đâu. Dạ, chỉ có vào nghe thôi, núp lùm thôi, mà quý vị đọc được là quá giỏi rồi. Dạ, dạ bây giờ thì Hành Kiểm có thể đọc bài không thì đưa tay lên để hết giờ đó. Alo, Nhật Quỳnh nhường mic nha. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo, và con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, và con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Và con đọc câu Pháp Cú Kinh số 79. Ủa, số mấy? 69 hả? 69, 69, 70, 71, con đọc số 69. Ma thù hòa mạnh nhá tí bà lô già quá bà bằng na bát cha tí giá đà cha bát cha tí bà bằng át khút át há đúc hằng ni gấp cha tí. Dạ, xin đọc lại. Ma thù hòa mạnh nhá tí bà lô già quá bà bằng na bát cha ti gia đà cha bát cha ti bà bằng a ha đúc hằng ni gia cha ti ma thu wa man nhà ti ba lô già qua ba băng na ban cha ti gia đà cha ban cha ti ba bằng a ha đúc hằng ni gia cha ti. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cái thường đọc bài tiếng Việt là phải nhìn vô cái điện thoại. Dạ, đọc có nếu mà có sai chính tả, dạ xin đạo tràng sửa lỗi giúp nha. Thánh đi thánh mì úc ba lá quá việt quá ma hả? À, sau khi xuất gia đã chứng đắc đạo quả a la hán, một lần nọ khi đang hành đạo giữa rừng, thánh ni úc ba lá quá ma đã bị một thanh niên hãm hại để thỏa lòng dục vọng, rồi hắn bỏ chạy. Khi ấy mặt đất dường như không chịu nổi tội ác nặng nề mà thanh niên đó đã gây nên, nứt ra và nhấn
dìm hắn đọa vào địa ngục A Tỳ. Ma Hà Vì Chí khi nghe câu chuyện Đức Phật giảng dạy về việc làm xấu ác của người ngu, tưởng rằng là ngọt, nhưng khi quả chỗ sanh phải chịu khổ đau và hết. Cái bài này, chỉ suy nghĩ về cái vị thánh ni này, là để học theo cái hạnh của vị thánh ni này, làm không biết là cái người, cái đối tượng mà người ta gây cho mình như thế nào, là ta chịu quả gì thì không biết. Nhưng mà mình nếu như gặp cái cảnh khổ nào thì chấp nhận trả quả. Khi mình gặp cảnh khổ hoặc là người ta đối với mình như thế nào thì đó là cái quả, mình chấp nhận cái quả khổ đó. Còn nếu như mà mình khi mà mình gặp cái cảnh đó mà tội ha, bất tội gì mình cũng phải suy nghĩ đến đến những cái bài học mà quý sư đã dạy, xem xét đó là ác hay là, thì cái này là con chỉ là học, còn đang học thôi, thành ra có khi cũng chưa biết được đó là phải ác hay không, hay là thiện hay không thì cũng chưa có biết được. Thành ra con chỉ học theo các cái hạnh của những người đi trước, là rèn luyện tập mình thôi. Chứ nói về kinh Pháp Cú thì con hiểu, không biết hiểu sao đúng mà cũng không biết hiểu sao mà cho phải, rất là sợ hiểu sai. Cho nên là học bất cứ cái gì trong cái những cái gì trong câu kinh Pháp Cú đều học từ quý sư hết. Học rồi hiểu được rồi mới là rút ra bài học cho mình và tự rèn luyện. Tại vì con sống trong cái hoàn cảnh, cái xã hội á, mình phải đối diện với nhiều cái cảnh khổ dữ lắm. Mà nếu như mình không giống như cái vị thánh ni này, mà mình cứ đối kháng hoặc là mình chống chọi với cái cảnh khổ thì mình sẽ càng khổ thêm. À, khi thấy được cái này rồi, thành ra gặp tất cả những cái cảnh khổ đó đều tự suy nghĩ đó là quả khổ của mình, là mình gắng mình vượt qua thôi, chứ không có dám nghĩ gì khác nữa hết. Mình ngâm đối với những câu kinh Pháp Cú con chỉ học ở quý sư giảng dạy thôi, chứ mà suy nghĩ hay xét về trong kinh Pháp Cú thì con không dám. Tại vì mỗi một lần học cách đọc cái câu này, tại nghe cái duyên sự rồi học cái câu này, một tháng này hiểu như vậy, nhưng mà tháng sau hoặc năm sau lại là hiểu khác nữa rồi. Thành ra không biết làm sao mà hiểu cho đúng, mà hiểu làm sao mà cho đủ, mà hiểu làm sao mà cho tròn đầy được hết đó. Dạ dạ thôi con đọc tới đây là con xin cho mít lại cho đạo tràng. Dạ con xin cảm ơn ạ. Dạ, xà thú, kính cảm ơn xin thành kiểm rất là nhiều. Nam mô Bụt Thà, dạ dạ bạch sư, con xin trống trả bài, con thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt để đúc kết bài học ngày hôm nay bạch sư. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ alo. Dạ quý vị âm thanh không ạ? Dạ và quý vị thì quan hỷ, tại vì cái đường truyền đôi khi nó tốt, đôi khi nó không tốt, không biết lúc nào tốt nữa. Thì chắc có thể là vài lần tới là trước khi giảng thì Tịnh Đạt sẽ chuẩn ổn hơn. Có thể dùng cái nói thể cho nó theo dòng.
chứ mà âm là cái tốt á. Chúng ta mà có giải trí si xem trình cái đường tốt thì chúng ta cũng phải chúng ta đang học kinh học pháp mà để bị những cái khó chịu đó nó xen vào thì nó uổng quá. Kính thưa quý vị thì rất là hoan hỷ trong cái buổi học trở lại, sinh hoạt trở lại của Duyên Đàm Pháp Cú Kinh. Một cái điều hoan hỷ đó là quý vị đã có nhiều cái mới mẻ ở trong buổi học ôn tập, thì đó điều đó nó sẽ làm cho Tịnh Đạt gợi ý cho Tịnh Đạt có nhiều cái sắp xếp trong tương lai. Quý vị đã không chỉ là chỉ ôn tập mà quý vị còn cảm nhận cái trong cái câu kinh pháp cú hay là cái duyên sự, thì một cái điều rất là đáng quý. Chỉ tiếc rằng cái thời gian của chúng ta nó không được nhiều, số lượng thì quý vị cũng có, cho nên cái điều này là điều rất là quan, rất là hay, điều rất là hay, có cảm nhận cũng lời chia sẻ của cô Hạnh Kiểm vừa rồi đó thì rất là đúng. Một cái lời Phật dạy đó, chúng ta là người thực, chúng ta là tìm hiểu, ta hiểu một cái ngày tháng học nhiều, cảm nhận nhiều hơn, chúng ta hiểu thêm một ít nữa, hiểu cho đến khi nào vẹn, tức là chúng phiền não tuệ của một người nhân thì lúc nhiều một cách trọn vẹn. Còn chúng ta cứ càng tìm hiểu thì càng, bởi vì lúc ngày dài một vị ở Bồ Giác, cái kinh nghiệm của ngài thì chúng tin là chúng ta tìm hiểu của ông xưa, câu ngữ lời lại. Tuy nhiên những kinh nghiệm phàm phu, nhưng riêng đối với lời Phật dạy là cái định hướng để cho mình thanh lọc nội tâm. Không còn bám. Thì khi nào càng thanh lọc chúng ta bám chấp nhiều thì chúng ta lại càng và ngay đó chúng ta lại càng niềm tin vào kinh Phật hay chỗ đó. Một chúng ta cái bộ kinh Phật, bởi vì mình chỉ nói là cơ bản, không phải là nó thấp, mà cơ bản ở đây là cái kiến thức nhận cho những người mới, giống như là những người trẻ vào chùa, những người Phật tử mới biết tìm đạo, thì thông qua những cái duyên sự chúng được đó là gì? Cái lời tích tấn, và đó là bài học xương mai xương mà chúng ta rút ra cái bài học cho mình để và đó học về báo học, không biết là trường hợp mà do là tạo mà phải. Thành thưa quý vị rằng là thì chúng ta đã hết hoạt rồi, thì Tịnh Đàn xin được kết thúc cái buổi ôn tập ngày hôm nay. Một lần nữa xin chư tăng đàn vào cái lớp học ôn tập cuối tuần, và rất
xin bày tỏ cái niềm tin và công sức quý vị đã vào đàn để mà dự cũng như tham tích việc đó là ôn tập đọc lại lời dạy của Đức Phật, những cái duyên sự, những cái bài học, và mong rằng ta sẽ tiếp tục phát triển trong cái tương lai. Thưa quý vị, sau sẽ phần ôn với ba câu kệ ngôn pháp cú là số 72, 73, 74 và câu số 75, tức là câu kệ ngôn bốn câu kệ ngôn pháp cú cuối cùng của Phẩm Ngu. Nhà bốn câu pháp cú cuối cùng của Phẩm Ngu thì chúng ta sẽ ôn tập vào tuần tới. Kính mong quý vị chúng ta tham gia một cách nhiệt huyết như là những ngày tháng. Kính chúc quý vị nhiều sự an vui tấn hóa trong con đường thực giáo pháp Phật. Nam mô Bụt-tha-giá. Và kính mời các quý vị trở lại vị diễn đàn. Và kính mời cô Cẩm Vân trở lại vị. Dạ, sa thú làm thay, và dạ, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập cuối tuần này. Dạ, con kính thọ minh hạnh chúc phúc cho chúng con trọn vẹn thấu già con. Pamangalang rakhan tu sap pede vata sap bhuda anupha pede sa sati vata sap ăn ra nữ phá quê nơi xa đa sở thi vân vân tuy tê bà quà tu sắp bà măng lăn ra khánh tu sắp bà đê quà sắp bà thăng nữ phá quê nơi xa đa sở thi vân vân tuy tê. Tất cả phương văn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng ca sử thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin tâm tinh thành tâm tự mỹ mà chẳng thành tự mỹ thành